Chú Tùng ơi, định giặt giày Snake bằng bình xịt tạo bọt mà sợ hỏng giày lại không sạch. Mày sợ gì? Để chú. Nhưng trước tiên phải làm giày nó bẩn đã. Bệnh nhân này rất khó khăn trong kiểm soát hành vi của chính mình. Xong rồi mình xong. Cái chai xịt của Simo xịt xung quanh giày. Wow, bọt nó lên như tuyết trắng ấy. Mùi hương chanh kết hợp với mùi hôi giày của tôi. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Ôi trời ơi, đợi trong 2 phút để nó thẩm thấu vào sâu bên trong vết bẩn. Rồi chúng ta lấy bàn chải chà đều khắp xung quanh. Lau qua này. Trắng. Phía sau rất bẩn vì chưa đánh. Tôi đánh sạch đôi giày cho các bạn xem nhé. Đánh dễ lắm các bạn. Lau đều trắng đấy. Nó sạch luôn cả phần mũi vải này. Xoay cho bạn xem này. Còn với vết bẩn cứng đầu lâu năm thì sao? Đấy là đôi giày của thằng em tôi, từ lúc mua chưa giặt một lần. Xịt tương tự, để 5 phút cho chắc. Oánh đều tay. Tôi thấy khá là sạch ở đây, lau thử nhá. Như mới chưa ạ? Con này oánh được cả da lộn này, da thường, vải nhớp các kiểu. Kết luận Simo cực kỳ hiệu quả. Đã thế còn thơm, giày không bị ướt, chẳng lo hỏng giày.